Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 156 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Với sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 156 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ huyền điểu ngưng tụ ra hình thể, bên trong vẫn mờ mịt như trước. Thân thể của nó đã bị hủy, chỉ còn lại có cỗ pháp lực vô biên của bất tử ý chí kia. Đôi chân hình thành từ kiến mộc chi căn bị đánh nát, chỉ có thể không ngừng phi hành, không cách nào hạ xuống, cao giọng kêu to. Hai đại hộ pháp vô hoàng mượn chiêu ca của thành đang cùng tuần thiên sứ liều mạng bám trụ bọn chúng. Oanh! Thiên không đột nhiên lại vỡ nát như bầu trời sắp sập xuống, vô số cấm bảo trận vân một lần nữa xuất hiện, tiếp tục hướng tới đế tuệ đánh xuống. Nguyên bản ở thế giới vô hoang, giữa các đại thánh địa ước định nhau thành quy củ, khi kẻ nào thành tựu vô hoàng thì chỉ công kích một lần. Tuy nhiên lần này chính là đế tuệ thành tựu vô hoàng, mưu đồ quá lớn, đối với các thánh địa lớn uy hiếp nghiêm trọng chưa từng có, bởi vậy mới xuất hiện tình cảnh cấm bảo đổi giết đổ sộ lần thứ hai như thế. Đế tuệ gặp tình hình này trong lòng căm tức vô cùng. Hắn bắt đầu vốn là cho mình chỉ cần trở thành vô hoàng liền có thể thuận lợi chinh phục hết đám thổ dân nơi đây. Hạng man di ở một thế giới thấp kém, lại không ngờ rằng liên tiếp gặp nạn, chẳng những khiến cho hắn mất hết thể diện vô hoàng, thậm chí ngay cả tiên linh khí cũng bị người khác cướp lấy. Hắn thân là con trai của đế khốc, là hậu đại của đế quân, lấy máu huyết đế khốc tầm bổ nhiều năm, mạnh mẽ trời sinh, sinh ra đã là thần minh, vinh dự là cường giả có tư chất của thiên đế. Không nghĩ tới, không ngờ bị một đám thổ dân làm cho mặt xám mày cho, chật vật đến không chịu nổi. Thậm chí nếu không ly khai nơi đây mà nói, chỉ sợ ngay hắn cũng phải chết ở nơi này. Đi, rời khỏi thế giới vô hoang. Đế tuệ thình lình thoát khỏi tinh đế, vươn người đứng lên trên lưng huyền điểu. Chỉ thấy hai cánh huyền điểu rung lên, xuyên thấu từng tầng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lũ man gì này quá ngang tàn rồi, dám cướp đoạt khí vận của chấm. Sau khi chấm đi thống trị thế giới khác, lại đến chinh phục nơi đây, đem bọn mọi sợ các ngươi hết thảy diệt sạch. Thanh âm của hắn truyền đến vô cùng phẫn nộ. Lần sau khi chấm xuất hiện, các ngươi hết thảy phải run rẩy quỳ lại dưới chân của chấm. Tinh đế căn bản chưa từng ngăn trở, mặc cho hắn rời khỏi, ánh mắt quét về phía Ứng Tông Đạo, tức giận nói: Ứng huynh, ngươi thật quá đáng. Nếu ta và ngươi liên thủ, cho dù không lưu đế tuệ lại, cũng có thể khiến cho hắn trọng thương. Hiện giờ ngươi thả hổ về núi, thả rồng về biển, đợi hắn củng cố vững chắc cảnh giới vô hoàng rồi, tất sẽ trở lại. Khi đó sẽ là đại nạn của thế giới vô hoàng ta. Thạch huynh quá lo lắng rồi. Ứng Tông Đạo run vũ y lên, cười nói: Đến lúc đó Ứng Mỗ đã sớm thành vô hoàng, hắn muốn làm càn còn phải nghĩ cho kỹ. Vô hoàng ư? Ứng huynh hình như rất tự tin. Nó không chừng Thạch Mỗ sẽ chức ngươi một bước trở thành vô hoàng. Đến lúc đó không biết ngươi còn có thể an ổn vượt qua nhân kiếp hay không. Tinh đế ánh mắt chớp động, phẩy tay áo bỏ đi nói: Ứng huynh, căn cơ Hoàng Tuyển Ma Tông của các ngươi thật sự quá bạc nhược. Nhân kiếp khủng bố như vậy, hơn nữa nhân duyên của ngươi xa không bằng Thạch Mỗ. Ngươi lấy cái gì để ngăn cản đấy? Hắn đối với việc ba người Diệp Húc, Ứng Tông Đạo cùng Ma Hoàng đoạt lấy tiên linh khí tự không hề đề cập tới. Cố nhiên là bởi vì hắn tự cho mình cực cao, sẽ không hạ thể diện xuống đi đòi hỏi. Đồng thời cũng rõ ràng ba tiên gia hỏa này đều là có gan nhổ răng trong miệng cọp, kiếm ăn trong miệng sói, là lũ to gan lớn mật. Cái gì rơi vào trong tay bọn hắn muốn moi trở ra là tuyệt đối không có khả năng. Mượn lời của chính hắn mà nói, Diệp Húc, Ứng Tông Đạo và Ma Hoàng, ba tên này chính là cặn bã, là lưu manh. Thuở nhỏ hắn đã được giáo dục tốt, hiển nhiên cùng với bọn Thảo Mãng ba người Diệp Húc bất đồng, không muốn cùng lũ này giao hảo quá nhiều. Thấy vô vị định bỏ đi, mắt không nhìn tâm không phiền. Hắn nguyên bản
vốn định đối phó với Diệp Húc, giờ phút này nhìn thấy Ứng Tông Đạo ở đây, cũng biết rõ không có hy vọng đem Diệp Húc mà diệt sát. Mà đội tình của Chu Thiên Tinh Cung vượt hơn Hoàng Tuyển Ma Tông ngươi gấp trăm lần. Hơn nữa, nhân duyên của Thạch Mỗ nếu so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy Vu Hoàng nhân kiếp, Thạch Mỗ dễ dàng là có thể vượt qua, mà ngươi thì lại không được, chỉ có thể chết ở trong nhân kiếp mà thôi. Hắn nhẹ nhàng bay đi sang ngàn dặm, không còn tung tích. Cường giả giống như Tinh Đế và Ứng Tông Đạo rất ít khi xuất thủ. Giữa hai người bọn hắn tuy rằng đều muốn giết chết đối thủ, nhưng cả hai có chênh lệch không lớn, có thể nói cực nhỏ. Không có 10 phần nắm chắc, ai cũng sẽ không động thủ. Mà cái ngưỡng lớn Vu Hoàng này chính là thời cơ tốt nhất kéo dài khoảng cách giữa hai người. Diệp Húc có thể tưởng tượng, bất kể hai người bọn họ ai trở thành Vu Hoàng trước đều sẽ là tai nạn cho kẻ kia. Ứng Tông Đạo, người chiếm được tiên linh khí, tiến quân vào Vu Hoàng nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Ma Hoàng liếc mắt nhìn Ứng Tông Đạo một cái, trầm giọng: bất quá, tâm người quá kiêu ngạo rồi, một lòng muốn đem cấm pháp chính mình tu luyện chỉnh hợp quy nhất lại, khai sáng ra cấm pháp của bản thân. Chỉ sợ ngắn ngủi trong vòng vài năm, ngươi còn không thể khai sáng sáng chế ra đầy đủ cấm pháp được mà bước vào cảnh giới Vu Hoàng. Mà Tinh Đế chính là tinh hà trụ quang thể, cấm pháp Chu Thiên Tinh Cung với y mà nói là thích hợp nhất kìa. Cho nên y căn bản không cần khai sáng ra cấm pháp, chỉ cần từng bước tu luyện lên tự nhiên có thể thành tựu Vu Hoàng. Tương lai ngươi cùng với hắn, ai thành tựu Vu Hoàng trước còn rất khó nói. Ồ, Ứng Mỗ trời sinh ngu đốn, vừa không phải ngũ hành thân thể, cũng không phải ngân hà trụ quang thể, không có tư chất tu thành Vu Hoàng, nhưng lại rất tự tin một câu. Ứng Tông Đạo khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: nhân định thắng thiên. Chiếu theo Ngọc Lâu trời ban, Ứng Mỗ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tam bất diệt cảnh, tuyệt đối không thể tu luyện tới Vu Hoàng, thậm chí trở thành nhân hoàng cũng là hy vọng xa vời. Tuy nhiên, Ứng Mỗ nghĩ không có tư chất Vu Hoàng cũng không hề gì cả, chỉ cần sáng chế ra cấm pháp Vu Hoàng là thành Vu Hoàng. Diệp Húc trong lòng vừa động, lời của Ứng Tông Đạo dường như tự nói chính mình, lại tự hồ chỉ điểm cho Diệp Húc. Chỉ nghe Ứng Tông Đạo chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, cười nói: nếu chỉ tu luyện cấm pháp của tiền nhân, Ứng Mỗ sẽ bị vây ở tam bất diệt cảnh, đời này sẽ vô duyên với nhân hoàng, càng vô duyên với Vu Hoàng. Tuy nhiên, nếu như khai sáng ra cấm pháp của bản thân, nhân hoàng liền có thể, Vu Hoàng cũng có thể, thánh hoàng cũng có thể, thậm chí Vu Tổ Thần Vương cũng tất thảy đều có hy vọng. Bệ hạ nghĩ sao? Ma Hoàng gật đầu, lộ ra vẻ khen ngợi: bổn hoàng sở dĩ cùng ngươi hợp tác, thưởng thức nhất điểm này của ngươi, còn có một việc. Thanh âm của hắn đột nhiên nghiêm nghị lại, điểm như nói: thân thể của tổ sư Cửu Đại Thần Điện khác cũng có thể thuộc về ngươi, tuy nhiên thân thể tổ sư của bổn hoàng ngươi phải giao ra đây. Diệp Húc nghe vậy trong lòng không khỏi máy động, lỗ tai có chút đỏ lên. Ma Hoàng lại điềm nhiên nói: Ứng Tông Đạo, ngươi ngày trước đi tới chỗ lục đạo tan vỡ, tất nhiên sẽ qua Xâm La Thần Điện. Phần mộ tổ tiên của bổn hoàng bị người ta đào, khẳng định ngươi không thoát được quan hệ. Bổn hoàng biết ngươi giở trò đào mộ, ngay cả phần mộ cổ tiên cũng dám đào đi. Phần mộ tổ tiên bổn hoàng khẳng định cũng là do ngươi gây nên. Mau, mau giao ra đây, ta và ngươi còn có một tia nhân tình, nếu không... Hắn cười lạnh mấy tiếng, ánh mắt nhìn thẳng mặt Ứng Tông Đạo, không buông tha từng chút biểu tình của Ứng Tông Đạo. Bệ hạ, thân thể của tổ sư Xâm La Thần Điện quả thật không ở trong tay Ứng Mỗ đâu. Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ nháy mắt quét về phía Diệp Húc cười nói: sư đệ, người đối với vi huynh hiểu biết sâu sắc, người tới nói cho Ma Hoàng hệ bệ hạ, vi huynh ở nơi này không có thân thể tổ sư của Thập Đại Ma Điện. Diệp Húc sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng, thành thành thật thật nói: bệ hạ, sư huynh của ta tuyệt đối không có thân thể tổ sư Thập Đại Ma Điện. Diệp Mỗ thậm chí có thể hướng lên trời mà thề, nếu có nửa câu dối trá, cuộc đời này vĩnh viễn không thể thành tựu Vu Hoàng. Ứng Mỗ cũng có thể thề thân thể 10 tôn Vu Hoàng này tuyệt không ở trong tay Ứng Mỗ. Ứng Tông Đạo cũng quả quyết nói: nếu như làm trái lời thề này, cuộc đời này cũng vĩnh viễn không khả năng thành tựu Vu Hoàng. Hai người phát thệ son sắt, Ma Hoàng thấy thần sắc hai người đều chân thành, không giống với giả bộ. Hơn nữa vu sĩ tu vi càng cao càng không thể đi thề lung tung, nếu không vi phạm lời thề, tâm cảnh sẽ không viên mãn. Tâm cảnh lưu lại sơ hở liền sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Theo tu vi thâm hậu, tâm cảnh sơ hở sẽ tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng lớn, do đó hạn chế tăng tiến cảnh giới. Hắn không khỏi hồ nghi, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ quả thực không phải hắn gây nên ư? Bổn hoàng ở trong hàng cổ ma vực uy danh hiển hách,
cực ít người có cả gan sờ về ngực của ta. Chẳng lẽ là Diêm Phù Đề điện chủ làm hay sao? Người này thần thông quảng đại, không hề kém hơn Ứng Tông Đạo và Tình Đế, lại cùng bổn hoàng có kiều oán. Hắn nhất nhất nghĩ đến, lập tức xóa bỏ hoài nghi với Ứng Tông Đạo, ánh mắt quét về phía Diệp Húc. Tiểu tử, còn không đem Dư Nhi thả ra đi. Diệp Húc tâm niệm vừa động, tế lên Ngọc Lâu. Vừa mới mở ra cửa Ngọc Lâu, đột nhiên từng cỗ ma khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi phóng lên cao. Cỗ ma khí này chính là ma tộc Vu Hoàng, khí tức thô bạo, khát máu điên cuồng, hoang dã, mang theo Hoàng Lâm Thiên Hạ, bá đạo khí tức. Tiểu muội muội, ngươi tuy có cấm bảo, nhưng tỷ cũng có thân thể tổ sư Xâm La Thần Điện. Tỷ ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nào. Thanh âm của Ma La Dư truyền đến, chỉ nghe ầm một tiếng, một tôn thiên thủ thiên nhãn, thiên túc Ma La Hoàng tộc Vu Hoàng theo trong Ngọc Lâu Diệp Húc nhảy ra, lập tức phô thiên cái địa. Cấm bảo trận vân trong Ngọc Lâu bay ra, chi chít che thiên lấp địa, hướng vị thân thể Vu Hoàng ma tộc kia sát phạt mà đến. Cũng là một kiện cấm bảo cực kỳ kỳ lạ, mỗi một đạo trận vân đều là một loại uy năng cực đoan mạnh mẽ, đại cấm chế. Ma La Dư đứng ở nơi này, tôn ma tộc Vu Hoàng đưa một bàn tay lên quét một cái, trong vòng ngàn dặm hư không đột nhiên sụp đổ. Ma tộc Vu Hoàng thiên thủ mở ra, ma nhãn ma quang cắt mọi nơi, đem đại cấm chế dày đặc cấm bảo đánh ra hết thảy đều cắt vỡ. Lập tức vị thân thể Vu Hoàng ma tộc kia đem thiên thủ luân phiên đánh lên đánh xuống, hung hăng hướng cửa Ngọc Lâu đánh tới. Ở lối ra của Ngọc Lâu của Diệp Húc truyền đến một tiếng quát thanh thúy, chỉ thấy một kiện cấm bảo như bức đồ bay ra, trận vân lay động dày đặc càng ngày càng nhiều, đón đỡ thế công của thiên thủ ma tộc Vu Hoàng. Phượng Yên Nhu tiến lên hà đồ, từ trong Ngọc Lâu nhảy ra, cười dài mà nói: "Tỷ tỷ, người có được thân thể Vu Hoàng ma tộc, nhưng tu vi so với tiểu muội còn kém hơn một bậc kìa." Hai nữ tử giằng co đang đằng sát khí, dừng lại ở giữa không trung, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiếp. Các nàng hiển nhiên đã ở trong Ngọc Lâu của Diệp Húc chiến đấu không biết bao lâu thời gian. Ma La Dư hẳn là bị Phượng Yên Nhu bức phải đi sâu vào Ngọc Lâu, trong lúc vô ý phát hiện Ngọc Lâu tầng thứ 7 rõ ràng còn cất giấu thân thể Vu Hoàng của Thập Đại Ma Điện. Lúc này mới ỷ vào tâm pháp tương thông, tế lên thân thể tổ sư Xâm La Thần Điện cùng Phượng Yên Nhu mà đối kháng. Ma Hoàng sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, ánh mắt hướng Diệp Húc và Ứng Tông Đạo quét tới. "Chúc mừng Ma Hoàng, chúc mừng bệ hạ, thân thể tổ sư mất mà được lại, chuyện này kỳ thật ta có thể giải thích à?" Diệp Húc tươi cười chân thành mà nói: "Thân thể đập thập đại Vu Hoàng đích xác không ở trên tay Ứng sư huynh, hắn thu tới tay rồi sau đó liền giao cho ta, bởi vậy ta cùng sư huynh đều chưa từng vi phạm lời thề vừa rồi, phải không nào, phải không nào?" Cũng trong lúc bấy giờ, "Ác tục, đây tuyệt đối là ác tục của lũ man di mà." Trên lưng huyền điểu, trong một tòa đại thành tàn phá, Đế Tuệ cao cao ngồi trên hoàng vị, cẩn thận nghe hai vị hộ pháp Vu Hoàng giải thích truyền thống của thế giới Vu Hoàng, sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói: "Thế giới Vu Hoàng vẫn còn có loại ác tục này, quả nhiên là một đám man di." "Chủ công, hai người chúng ta ban đầu cũng không biết cái thế giới bậc thấp này lại có truyền thống như vậy, thế nên khiến cho chủ công phải mạo hiểm rồi." Một gã Vu Hoàng cung kính lên tiếng: "Hiện giờ chúng ta đã thoát khỏi tuần thiên sứ, không bằng lần nữa chém giết cho bằng được, đem chút ít thánh địa đó hết thảy săn bằng." "Đúng vậy, lấy thực lực hai đại Vu Hoàng chúng ta, hơn nữa trong chiều cao cổ thành có đại thương trọng khí, không nhọc chủ công động thủ liền có thể săn bằng Vu Hoàng nhất thống thiên hạ." Đế Tuệ khoát khoát tay áo, lắc lắc đầu nói: "Chậm truyền thừa từ trời, hôm nay bị một đám man di đuổi ra khỏi cửa, khiến mặt xám mày cho. Nếu lại mượn tay các ngươi trở về trả thù, chẳng phải là khiến cho người ta chê cười hay sao? Món thù lớn này chậm khẳng định phải báo, nhưng phải là tự tay báo thù, không thể mượn tay ngoại nhân. Như thế mới có thể khiến cho ý niệm trong đầu chậm thông suốt, tâm tình không lưu sơ hở. Hơn nữa, trong thế giới Vu Hoàng cũng không phải là không có Vu Hoàng, còn có một vị giám thiên sứ trấn thủ, cộng thêm tuần thiên sứ, chính là ba vị Vu Hoàng. Lúc này trở về Vu Hoàng, sợ là chúng ta cũng khó có thể thu được kết quả. Cường long khó áp địa đầu xa, chấm lần này vừa mới xuất thế, chi bằng lấy uy là một thế giới chi chủ, hội tụ công đức đi, tu thành pháp lực của Vu Hoàng, thậm chí thánh hoàng, sau đó lại trả thù đám man di này. Lũ man di thế giới Vu Hoàng tương lai nhất định sẽ ý thức được đắc tội với chấm, sẽ phải trả cái giá đau đớn thê thảm như thế nào. Đế Tuệ dừng một chút, ánh mắt quét về phía hai đại hộ pháp Vu Hoàng, trầm giọng nói: "Bá công, đức công,
hai gã tuần thiên sứ kia có hay không chú ý tới hướng đi của các ngươi vậy? Hai gã hộ pháp vô hoàng liếc nhau, lắc đầu nói: hẳn là không biết. Để vùng thoát khỏi hai người bọn chúng, hai người chúng ta khống chế chiều ca cổ thành, liền vượt qua hơn 10 thế giới, lúc này mới cùng chủ công hội hợp. Tuy nhiên, hai người kia thần thông quảng đại, muốn tìm được chúng ta hẳn là không quá khó. Huyền Điểu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng cũng không có thể thoát khỏi bọn hắn, nếu không cũng sẽ không cùng hai tên này đánh suốt một năm thời gian như vậy. Hai kẻ này chưa diệt, chấm rất khó đặt chân tại hạ giới, khó có thể thuận lợi triển khai đại kế. Hiện giờ, thiên đế sắp chết. Sau khi thiên đế chết đi, các lão quái vật cường giả bên trên thiên giới không ai có thể ngồi yên được, nhất định sẽ tranh đoạt thiên đế vị. Ngón tay mảnh khảnh của Đế Tuệ gõ nhẹ lên bảo tọa, bộ mặt âm trầm từ từ phun ra một ngụm chọc khí, hạ giọng mà nói: không tu thành thần vương, đế quân căn bản không có tư cách nhòm ngó đế vị. Bởi vậy, chấm không có quá nhiều thời gian lãng phí để chu toàn với tuần thiên sứ. Một khi đã như vậy, trước tiên đem hai người bọn hắn dẫn tới, hết thảy giết chết đi. Trước giết hai gã tuần thiên sứ này, sau đó chọn lấy một cái thế giới, lập căn cơ nghịch hành phạt thiên. Bên trong thiên khư, lửa cháy khôn cùng khắp bốn phía. Hạo Thiên Đại Đế bị Thanh Đế đánh chết, một thân tu vi như thế, ngã xuống, hóa thành biển lửa, mở ra một thời không kỳ dị. Nơi này bảo vật vô cùng, đồng thời cũng nguy hiểm trùng trùng. Chung quanh thiên đế sau khi chết lưu lại tràn ngập đạo vân, trận vân như thiên lý hoành hành khắp nơi, lại có thiên đế tử vong lệ khí tràn ngập tứ phương, hóa thành các đầu ác ma tu vi mạnh mẽ đến cực kỳ. Ân khư, thiên khư, thiên phần được mệnh danh là tam đại hiểm cảnh. Ân khư chôn vùi hoàng triều cường đại nhất trong lịch sử, thiên phần mai táng tam thập tam thiên giới, mà thiên khư thì chôn vùi một vị thiên đế. Lúc này đây, có một thanh niên bước đi gian nan khôn cùng trong biển lửa, giống như một vị tăng khổ hạnh, đi đến nơi Hạo Thiên Đại Đế rơi xuống. Đông Hoàng Mục đã tiến vào trong thiên khư nhiều năm, tu vi của hắn so với trước tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hỏa đức trúc dung thân thể ở bên trong trùng trùng thiên hỏa như cá gặp nước, không ngừng hấp thu thiên hỏa, tự thân lớn mạnh. Tu vi của hắn đã tấn thăng đến tam bất triệt cảnh, tu thành thân thể bất diệt. Tuy nhiên, bên trong thiên khư nguy hiểm trùng trùng, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị đạo vân và trận vân thiên đế xé nát. Còn có lệ khí khi thiên đế tử vong lưu lại hóa thành ma đầu, hung hãn vô cùng, cho dù là vua hoàng đến đây đều phải nuốt hận tại chỗ. Hơn 10 vạn năm trong Thái Dương Thần Cung, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người tiến vào thiên khư rèn luyện nhiều đếm không xuể. Thế nhưng không ai có thể đi ra khỏi thiên khư, thậm chí ngay cả vua hoàng đều táng mạng ở nơi này. Đông Hoàng Mục có thể sống đến bây giờ, trừ ra việc hắn là hỏa đức trúc dung thân thể, còn nguyên nhân có được vận khí tốt. Đông Hoàng Mục cảm giác được chính mình đã đạt đến cực hạn, vô pháp xâm nhập tiếp, đi tìm kiếm nơi chôn xương cốt của Hạo Thiên Đại Đế. Phía trước có ma đầu tản mát ra ma khí ngập trời, đã có thể so được với vua hoàng. Lấy tu vi thực lực giống như hắn, khẳng định không có đường trốn thoát. Lúc này hắn đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một hồ nước kim sắc. Bên trong hồ chất lỏng kim sắc giống như nước, tràn ngập từng cỗ đế uy, chấn áp chư thiên thần giới. Đế huyết sao? Là máu huyết của Hạo Thiên Đại Đế sao? Đông Hoàng Mục tinh thần rung lên, cảm thấy như khổ tận cam lai. Lúc trước chịu đủ loại đau khổ, hết thảy không cánh mà bay, không khỏi cất tiếng cười to, đi nhanh hướng hồ đế huyết này đi đến. Máu huyết của thiên đế, đây mới thực là máu huyết thiên đế. Thể nội của ta nguyên bản có Hạo Thiên Đại Đế huyết mạch, tuy nhiên thật sự là quá mỏng, căn bản không thể kích phát uy năng đế huyết được. Hấp thu phiến hồ nhỏ chứa đế huyết này, ta sẽ thành tựu thánh chủ, thành tựu vua hoàng, thậm chí đặt cảnh giới rất cao, hết thảy không vấn đề. Diệp Thiếu Bảo, người chờ đấy, người khiến ta khuất nhục, ta muốn trả lại gấp bội cho ngươi. Tại Nam Hải Dương Châu, Diệp Húc đứng trên không, chỉ thấy Ứng Tông Đạo không ngừng tiêu hao pháp lực tự thân, lấy pháp lực ngưng tụ ra đất đai, dãy núi, sông nhỏ, sông lớn, tu bổ Nam Hải Dương Châu. Chỗ lục địa này bị trận đại chiến vừa rồi phá hủy một nửa, bị đánh cho thê thảm, bốn phía tràn ngập khí tức vô hoàng, không thích hợp cho sinh linh ở nữa. Hiện giờ Ứng Tông Đạo lấy tự thân pháp lực trừ đi khí tức vô hoàng, lại tu bổ đại lục tổn hại. Chỗ này lũ lớn quét qua không lâu sẽ khôi phục địa khí, linh khí tự động sinh ra, sẽ lần nữa khôi phục sinh cơ. Loại chuyện này tinh đế sẽ không làm, ma hoàng sẽ không làm. Mặt khác, các thánh chủ các đại thánh địa sau khi đánh xuống Đế Tuệ nhân kiếp cũng rút quân lặng lẽ, không một người ở đây. Còn hao tổn tu vi bản thân để tu bổ chỗ lục địa này thì càng miễn bàn. Chỉ có Ứng Tông Đạo lưu lại tu bổ vết thương của thế giới vô hoang do trận đại chiến gây ra,
Điểm này khiến Diệp Húc đối với hắn cũng không khỏi không bội phục. Tình đế tu vi thực lực tuy rằng có thể cùng Ứng sư huynh đặt song song, Ma Hoàng mặc dù là Vu Hoàng thực lực vượt xa Ứng sư huynh, nhưng tâm địa của bọn hắn so với Ứng sư huynh còn muốn kém cỏi hơn rất nhiều. Diệp Húc trong lòng thầm than, Ứng Tông Đạo tuy có danh lão ma, bất quá hành động này là một việc đại thiện, có tấm lòng son khiến người ta sinh lòng kính nể hắn. Ứng Tông Đạo đem Nam Hải Dương Châu tu bổ xong, mặc dù tu vi của hắn thâm hậu, sắc mặt cũng tái nhợt, thoáng khôi phục vài phần tu vi, lập tức đứng dậy lạnh nhạt nói: "Sư đệ, thế giới vô hoang dù sao cũng là nơi ta sinh ra, như cha như mẹ, mẹ có tâm sinh dưỡng, cha có ơn che chở, không thể không báo được." Đa tạ sư huynh đã dạy bảo. Diệp Húc chân thành vạn phần nói. Phượng Yên Nhu đứng ở bên cạnh Diệp Húc, gió nhẹ lay động quần áo, dây lưng lụa nhẹ bay, tò mò nháy động cặp mắt to, đem đối thoại của hai người này nghe hết vào trong tai. Lòng không khỏi xúc động, đối với tấm lòng của hai người bọn hắn khâm phục không thôi. Nếu mà ngoại nhân tại đó nghe đối thoại của sư huynh đệ hai người, nếu không phải cười đến rụng răng thì là chừng rớt con mắt, thậm chí còn cười nhạo Phượng Yên Nhu không biết nhìn người. Bởi vì bất kể là Ứng Tông Đạo hay Diệp Thiếu Bảo, thanh danh hai người này ở thế giới vô hoang cũng không tốt. Chẳng những không tốt mà còn có cả đống lộn xộn ác danh, một kẻ là Ứng lão ma, một kẻ là Diệp lão ma, mang danh tội ác tẩy trời. Bây giờ hai tên ma đầu này lại nói lên lời này, thật sự khó có thể làm cho người ta tin phục. Tuy nhiên Diệp Húc và Ứng Tông Đạo lại không hề làm ra vẻ thái độ, dường như lời này nói ra là đạo lý hiển nhiên vậy. Sư huynh, đế tuệ độ nhân kiếp, tình hình đó người cũng đã thấy rồi, không biết tương lai nhân kiếp của ngươi liệu có vài phần nắm chắc hay không vậy? Diệp Húc nhớ tới tình hình vừa rồi, hơn 2000 kiện cấm bảo cùng nhau đuổi giết mà đến, có chút không lạnh mà run, trong lòng không tự tin, không nhịn được dò hỏi. Nhân kiếp của vị huynh sẽ không khủng bố giống như đế tuệ như vậy đâu, điểm này có thể khẳng định, thế nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Ứng Tông Đạo khẽ mỉm cười nói, vị huynh ngày trước đắc tội quá nhiều người, không biết bao nhiêu người muốn giết ta. Tuy nhiên, trận nhân kiếp này nhất định là phải vượt qua ở trong thế giới vô hoang. Nếu trốn ra thế giới khác sẽ không nhận được thừa nhận của thế giới vô hoang. Thế giới vô hoang không thừa nhận, thiên đạo cũng không thừa nhận, liền không có tiên linh khí hạ xuống. Bởi vậy, tuy rằng trở thành vô hoang, nhưng sẽ có một đoạn thời gian dài suy yếu. Hắn hình như nhớ được đầu mối, ý vị thâm trường nói, đã có người thí nghiệm điểm này, ở thế giới khác thành tựu vô hoang, đến nay không dám trở về. Người này là ai vậy? Diệp Húc trong lòng vừa động liền ra hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết thôi. Ứng Tông Đạo cười ha hả nói, tình để nói nội tình Hoàng Tuyển Thánh Tông ta không bằng với Chu Thiên Tinh Cung, đến lúc đó hắn cũng sẽ biết nội tình Hoàng Tuyển Thánh Tông ta tuyệt sẽ không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Những cái thánh địa có, Hoàng Tuyển Thánh Tông ta cũng có, cái thánh tông ta có, mặt khác thánh địa khác lại không có kìa. Diệp Húc như thoáng chút suy nghĩ, đột nhiên cười nói, sư huynh, ta có một bảo vật tên là Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ, chính là của Thăng Hoàng lưu lại. Hiện giờ kiện bảo vật này ở trong tay ta, e đã không có tác dụng gì lớn. Sư huynh trạch tâm nhân hậu, kiện bảo vật này ở trong tay sư huynh còn hơn ta gấp trăm lần. Hắn lấy ra Thăng Hoàng sở luyện Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ ra cho Ứng Tông Đạo cười nói, nhất đồ trong tay thiên hạ ta có, có Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ này, chẳng những Hoàng Tuyển Ma Tông ta có thể phát dương quang đại, thậm chí sư huynh nếu như muốn nhất thống thế giới cũng không phải là không có khả năng. Ứng Tông Đạo tiếp nhận Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ không khỏi biến sắc mặt, lập tức ý thức được kiện vu bảo này có chỗ quá chân quý, chỉ sợ cấm bảo, thánh hoàng chi bảo đều không đổi được bảo vật như thế. Lúc này đem Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ trả lại cho Diệp Húc, lắc đầu nói, ta lưu lại bức đồ này cũng vô dụng, tiên linh khí đã đủ để cho ta tu thành vô hoàng. Sau khi thành tựu vô hoàng, vì huynh cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây, mà là muốn đi tới thiên giới, truy cầu cảnh giới cao hơn. Bức Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ ở trong tay của ta cũng là vô dụng. Hơn nữa, Hoàng Tuyển Thánh Tông ta linh mạch đã đầy đủ, quá nhiều linh mạch và bảo vật chỉ sẽ khiến cho người khác muốn chiếm được, đôi khi thực sự lại không phải là phúc kìa. Sư đệ, bức đồ của ngươi có tác dụng, còn có thể dùng để tầm báo, ngươi xem. Ứng Tông Đạo giơ tay chỉ một vị trí trên Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ cười nói, kiện bảo vật này có lẽ chính là bảo vật mà ngươi mơ ước. Diệp Húc theo phương hướng tay hắn chỉ nhìn lại, trong lòng không khỏi chấn động. Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ liên kết cùng địa khí của thế giới vô hoang,
từng cọng cây ngọn cỏ của thế giới vô hoang đều có thể chiếu lên đồ bình, từng cái hiện rõ, rõ ràng vô cùng. Thậm chí bên trong bức bản đồ còn chứa rất nhiều di tích, chiến tích thượng cổ, mộ huyệt vua hoàng, cùng với vô số châu báu các loại. Có thể nói, bức bản đồ này mặc dù không có chút uy năng nào, nhưng lại là món đồ quý mà không thể tính lượng được, so với giá trị của cấm bảo, thánh bảo cũng cao hơn. Vì thế Diệp Húc mới nói, có tấm bản đồ này trong tay, ta có được thiên hạ. Lời nói như vậy cũng không có chút nào khoe khoang quá lời. Có được tấm vẽ này, chỉ cần tư chất không quá kém, thống trị thế giới vô hoang chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Diệp Húc ngay cả chức vị tông chủ Ma Tông Hoàng Tuyền cũng không hứng thú, huống chi là trở thành chủ của vô hoang đây. Hắn tính khí nhanh nhẹn, cũng không có ý định xưng bá vô hoang, mà trong lòng Ứng Tông Đạo cũng không màng danh lợi cao xa, cũng không có ý định thành lập một hoàng triều. Bởi vậy món bảo vật này tuy vô cùng quý trọng, nhưng hai người đều không thể nào để ở trong lòng. Nếu như đổi lại một người có đầy dã tâm, tác dụng của Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ sợ rằng mới có thể phát huy được mức độ lớn nhất được. Ứng Tông Đạo chỉ về mọi phía, ở bên trên Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ chính là một chiếc lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này Diệp Húc một mực không chú ý tới, dường như trong lúc đó đột nhiên xuất hiện trong thế giới vô hoang. Hình dáng lâu thuyền nhìn không rõ, giống như vẫn đang nhanh chóng di chuyển bên trong động, lúc thì xuất hiện, lúc thì từ từ bên trên Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ biến mất. Dường như trong không gian vị trí của chiếc lâu thuyền này vô cùng ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới vô hoang đi ngao du thế giới khác. Phương hướng của chỗ nó ở tên là Thái Khư, cũng là di tích thượng cổ nổi danh. Mặc dù không nguy hiểm đáng sợ bằng Thiên Khư, Ân Khư và Thiên Phần, thế nhưng cũng không phải là vùng đất lành, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cấu tạo của chiếc lâu thuyền này cùng với cột bùng của ta dường như có đồng nguyên sinh ra vậy. Trong lòng Diệp Húc khẽ lay động, tiến lên ngọc lâu. Trong lâu một cây cột buồm bay ra, hứng theo chiều gió bay phất phới. Lai lịch của chiếc cột buồm này có thể tìm được hắn. Vào lúc Mã Đạp Hồ vô hồn giới cùng Giao Đạo Nhân gặp nhau, Giao Đạo Nhân đưa cho hắn một chiếc cánh là vu bảo có tên Thiên Vũ Chi Dực. Về sau Diệp Húc tìm được một bộ kiện khác, lúc đó mới tạo thành một cây cột buồm. Dựa vào tầm mắt hiểu biết trước mắt của hắn, sớm đã biết cây cột buồm này là một món đồ nhỏ cấm ở trên chiếc thuyền lớn. Bộ phận hợp thành không có bao nhiêu uy năng, cái cây cột buồm này tốc độ cực nhanh. Diệp Húc đã từng không biết bao nhiêu lần mượn dùng tốc độ cao của cây cột buồm này chạy tìm đường sống. Chỉ có điều từ lúc tu vi của hắn tiến nhanh, về sau lại có được hư không ấn và trường không ấn bên trong của chư tiên thần vương công đức ấn, tốc độ của hắn liền vượt xa cột buồm, đạt đến cực hạn mà thế giới vô hoang có thể thừa nhận. Vì thế mới đem cột buồm vào các xó. Lần này nhìn thấy chiếc này cùng với chiếc lô thuyền có cấu tạo tương tự, không thể không khiến cho Diệp Húc vô cùng xúc động. Nếu như không phải dựa vào chư thiên thần vương công đức ấn, thì ta vẫn phải dựa vào cán cây cột buồm này là thủ đoạn chạy trốn chính rồi. Chính là cây cột buồm này đã lợi hại như thế, một chiếc cấm bảo cấp lâu thuyền thì tốc độ kinh khủng như thế nào đây? Hình thái chiếc lâu thuyền này chắc có lẽ không nhỏ, một phần núi lớn trước mặt nó như là một hơi bụi, nhưng làm cho Diệp Húc có cảm giác kiêu kỳ. Còn có hình thể của ba chiếc lâu thuyền nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện bên trong Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ, hướng về phía chiếc lâu thuyền lớn mà đuổi theo. Ba chiếc lâu thuyền này xuất hiện cực kỳ đột ngột, dường như bỗng nhiên từ trong thế giới vô hoang xuất hiện, hình như đặc biệt là vì truy kích thuyền ấy mà đến. Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ của ta nối liền sinh ra thế giới vô hoang, địa khí thế giới vô hoang biến đổi dù chỉ một chút đều đã phản ánh ngay trên bức địa đồ rồi. Mà ba chiếc lâu thuyền rốt cuộc từ đâu xuất hiện đây? Lẽ nào ba chiếc thuyền đó cùng với chiếc lâu thuyền cấm bảo kia đều không phải là vật của thế giới vô hoang ta sao? Diệp Húc ngẩng đầu lên thầm nói, ta giờ đây đã là đại phu Tam Bất Diệt Cảnh, địa vị không giống như thường, có thể cùng các đại thánh chủ ngồi cùng với nhau. Nếu như giữ bỏ chạy trốn khắp nơi như vậy, chẳng phải là đánh mất thân phận hay sao? Bất luận chiếc lâu thuyền cấm bảo này cùng với cột bồng của ta có là một khối hay không, ta cũng nhất định là phải đoạt được vào tay. Sư đệ, vị huynh vẫn phải bình tĩnh lại để thôi diễn cấm pháp của ta, không thể cùng đệ cùng tiến về phía trước được. Ứng Tông Đạo cười nói, giữa ta và Tinh Đế phải có một trận chiến, vì thế phải toàn tâm toàn ý tu luyện, tranh thủ trước hắn một bước trở thành vua hoàng. Diệp Húc hướng về phía Phượng Yên Nhu vẫy tay cười nói, là chuyện nhỏ thôi, không phiền sư huynh đích thân xuất mã. Hắn cùng với Phượng Yên Nhu nhẹ nhàng bay đi. Ứng Tông Đạo đưa mắt nhìn bọn họ đi, đã qua rất lâu, đột nhiên thở dài thầm nghĩ, sư đệ, tu vi cảnh giới của ngươi chi bằng hãy nhanh một chút, mau lỡ nên.
Nếu không đến khi Vu Hoàng Nhân Kiếp của ta kéo đến, sợ thực lực của ngươi chưa đủ, không có cách nào ngăn cản tai kiếp này của ta được đâu. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu sóng vai đi về phía Thái Khư. Hai người tốc độ không chậm. Phượng Yên Nhu rõ ràng có được lợi không nhỏ từ trận chiến với Malazu trong ngọc lâu của Diệp Húc. Nàng vốn rất ít động thủ với người ta, chỉ là phái lý luận, nhưng cùng giao đấu với Malazu lại làm cho tu vi của nàng thêm củng cố. Hơn nữa, trong ngọc lâu của Diệp Húc, tiên linh khí dồi dào, tùy nàng thu nhận luyện hóa, chất lượng của tiên linh khí hơn xa thuần dương linh mạch bậc 9. Lấy loại này tu luyện, tốc độ tăng trưởng của tu vi cũng xa so với thuần dương linh mạch bậc 9, mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tu vi không chứa bất cứ tạp chất nào, chất lượng cực cao. Toàn bộ thế giới vô hoang, người có thể xa xỉ dùng thuần dương linh mạch bậc 9 tu luyện, ngoại trừ người đứng đầu các đại thánh địa, người khác rất ít có tư cách. Chẳng qua có thể dùng tiên linh khí tu luyện, chỉ sợ trong lúc đương thời, ngoại trừ Diệp Húc, Ứng Tông Đạo, chỉ có Phượng Yên Nhu. Tu vi của nàng không muốn tăng mạnh cũng khó khăn. Ma La Dư vốn định ở lại cùng Diệp Húc cuốn lấy nhau, nhưng lại bị Ma Hoàng hạ lệnh bắt buộc nàng phải trở về hàng cổ ma vực. Rõ ràng Ma Hoàng đối với Diệp Húc có sự phê bình kín đáo, đối với cách nghĩ của hắn cùng càng ngày càng không xong. Sư huynh, con thuyền kia rốt cuộc là vũ bảo cấp bậc gì vậy? Phượng Yên Nhu hiếu kỳ hỏi. Lại là bảo vật do ai luyện chế vậy? Diệp Húc lắc đầu cười nói. Con thuyền kia hẳn là một món đồ cấm bảo, nhưng rốt cuộc là do ai luyện chế thì ta cũng không biết được. Chiếc thuyền này cùng với cái cột bồng của ta phải là cùng một thể. Nếu quả thật là cùng một thể như vậy thì trong thiên hạ, nếu bàn về tốc độ, sợ không có bộ cấm bảo nào có thể thắng được nó đâu. Lời này của hắn cũng không khoa trương. Cột buồm vốn cũng đã cực kỳ kinh người, nếu như toàn lực thúc giục, ngay lập tức ngàn dặm không kém thánh chủ. Mà cán cột buồm này ở bên trong bộ cấm bảo chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ, gần như có thể không cần tính. Có thể nghĩ tốc độ chiếc thuyền này sẽ là vô cùng kinh người. Diệp Húc thậm chí hoài nghi mở toàn bộ tốc độ chiếc lô thuyền tuyệt đối sẽ vượt qua ngân hà những vì sao, ngàn chân của Ma Hoàng, thậm chí trường không ấn của mình, nó không chừng có thể so sánh với tốc độ cùng huyền điểu. Tốc độ của huyền điểu có thể phá vỡ không gian tiến vào thế giới khác, có thể nói là thiên hạ vô song. Trong thiên hạ không ai hay vật nào có thể vượt qua tốc độ của nó, thậm chí mặc dù là trường không ấn của Diệp Húc đều không theo kịp. Nếu không huyền điểu lưng đeo thành cổ triều ca khổng lồ như vậy, giống như đại lục ở trong 3000 thế giới xuyên không lăng qua, sớm đã bị tuần thiên sứ đuổi theo. Nếu như có thể có được một con thuyền tốc độ có thể so với lô thuyền cấm bảo của huyền điểu, trong 3000 thế giới Diệp Húc bất kỳ nơi nào cũng có thể đi được, thậm chí ở thiên giới cũng không phải là không có lực tự bảo vệ mình. Thái Khư nằm ở đông cực Dương Châu, cách đám người Diệp Húc cực xa, nhưng tốc độ của Diệp Húc cực nhanh, mang theo Phượng Yên Nhu liên tục thi triển trường không ấn, liên tục lóe ra, không quá lâu liền đến đông cực Dương Châu. Chỗ ký hiệu vẽ trên bức vẽ. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu vừa tiến vào bên trong Thái Khư, đột nhiên không biết từ bên nào ma khí cuốn tới. Ở đây khủng bố như hàng cổ ma vực vậy, thậm chí ma khí đặc hơn so với hàng cổ ma vực vẫn phải thắng được mấy bậc. Một đoàn ma khí dày đặc phạm vi mấy trăm dặm bỗng nhiên ngưng tụ kết lại với nhau, hóa thành một pho tượng ma đầu tay cầm cái cương xoa cao tới vạn trượng, hướng về phía Diệp Húc và Phượng Yên Nhu mà xiên. Đây là ma khí thật sự quá đặc mà tự nhiên tạo thành ma đầu, một thân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh với đại vô tam bất diệt cảnh. Phượng Yên Nhu vung tay, mấy đạo cấm chế rơi ra, đem cái vị ma đầu này treo cổ. Ngay sau đó lại có vài chục đóa ma vân bay đến, nhao nhao ngưng tụ, gào thét không thôi, hướng bọn họ mà đánh tới. Phượng Yên Nhu đang muốn động thủ, Diệp Húc ngăn lại nàng, cười nói: "Sư muội, ta và muội đã định hôn, muội sẽ là phu nhân tương lai của ta, vị trí sẽ khác, việc nhỏ bậc này sao có thể cho chủ mẫu như nàng tự mình động thủ được?" Sắc mặt Phượng Yên Nhu ửng đỏ, chỉ nhìn Diệp Húc treo cao đỉnh đầu ngọc lâu. Già Lam Minh Tôn cùng Hạo Thiên Khuyển từ trong lâu bay ra. Già Lam Minh Tôn đi trước một bước, thủ hộ ở phía trước hai người, dừng lại chứng kiến mấy chục đầu ma đầu gào thét xông tới, không khỏi mừng rỡ. Cạc cạc cười quái dị nói: "Ba tuần thiên ma, chẳng lẽ nơi đây là Thái Khư, lại có đồ tốt như vậy sao?" Vị đại minh tôn vương này mừng rỡ không nói lời nào, liền hướng về phía ma đầu kia nghênh đón. Hơn 10 ma đầu có thể so với cường giả tam bất diệt cảnh xông tới, uy thế long trời lở đất. Già Lam Minh Tôn lại không thèm để ý, tùy ý để công kích của những ma đầu này rơi trên người mình. Rồi lão đột nhiên miệng há to như cái chậu, dùng lực hấp thụ, hư không lập tức sụp xuống, dường như ngay cả bầu trời của Thái Khư đều bị vị đại minh tôn vương này một hơi nuốt vào. "Món ăn ngon, thật là món ăn ngon, ha 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 ha."
Mấy chục ma tuần thiên ma bị Già Lam Minh Tôn một hơi nuốt mất hơn một nửa. Lão lại muốn há mồm cắn nuốt, đột nhiên chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái miệng nữa, răng cài răng lược khổng lồ, còn giữ lại hơn phân nửa ba tuần thiên ma chưa ăn kia, tất cả nuốt luôn. Hạo Thiên Khuyển nuốt vào những tên ba tuần thiên ma này, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ kỳ dị, liền nhổ nước miếng, hận không thể đem ruột nhổ ra, cả giận nói: "Ê, con bọ cạp chết kia, cái mỹ vị cho má gì vậy? Đại Tôn Vương không ngờ lần đầu tiên ăn thứ khó nuốt như vậy." Già Lam Minh Tôn cười lại một tiếng, dưng dưng đắc ý nói: "Hệ phá cẩu, ba tuần thiên ma chính là ác linh do ma khí sinh ra, đối với ma tộc ta mà nói là đại bổ, nhưng đối với vu sĩ khác mà nói lại là kịch độc. Người một ngụm nuốt luôn hơn phân nữa ba tuần thiên ma, chỉ sợ ngay cả tu vi đều bị ma khí ăn mòn hết kìa." Lão nhe răng cười độc ác liên tục nói: "10 năm thời hạn sắp tới, người tu vi bị phế, xem ra vị trí thứ nhất đại tôn vương giờ đến phiên ta làm rồi." Hạo Thiên Khuyển hoảng sợ, vội vàng tự kiểm tra tu vi, lại phát hiện tu vi của mình chẳng những không có bị ma khí ăn mòn, ngược lại còn tăng thêm, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói: Mỹ vị, ba tuần thiên ma này quả nhiên là món ăn hiếm thấy. Già Lam Minh Tôn ngạc nhiên bất định, ma tộc tu luyện ma khí, mà ba tuần thiên ma lại càng từ trong ma khí ác linh sinh ra. Chỉ có vu sĩ ma tộc mới có thể luyện hóa những ba tuần thiên ma này. Những người khác nếu như có ý đồ luyện hóa, ngược lại sẽ làm bẩn chính mình. Đây là chuyện thông thường. Làm cho lão không ngờ tới, con phá cẩu này không những tu vi không hư hại, ngược lại sinh khí càng thêm dồi dào, thật sự vượt qua kiến thức của hắn. Hắn lại không biết, con phá cẩu này chính là bộ tộc Hạo Thiên Khuyển trong cự thú viễn cổ. Chủng tộc cự thú này ở thế giới viễn cổ, thần tiên thống trị cũng đã tồn tại. Lấy khẩu vị tốt, sức chiến đấu mạnh mà nổi tiếng. Bụng chính là một cái động không đáy, chẳng những có thể dùng miệng nuốt nhật nguyệt, thậm chí ăn sạch tiên ma. Dạ, bên trong thái khư tại sao lại có ba tuần thiên ma vậy? Diệp Húc đột nhiên hỏi. Thái khư ở vào bên trong thế giới vô hoang, nhưng ma khí trong đó dày đặc so với hàng cổ ma vực còn thừa, không thể không khiến cho Diệp Húc cảm thấy hiếu kỳ. Già Lam Minh Tôn cười nói: "Thái khư trước kia cũng là một thánh địa vô cùng nổi danh, khoảng thời gian đã lâu rồi, uy danh hiển hách, xuất hiện mấy vị vu hoàng, xếp hạng thậm chí còn ở phía trên Tam Cung Ma Đạo hiện giờ. Thánh địa này sở dĩ trong vòng một đêm từ trên đời biến mất, hóa thành một vùng hoang tàn, cũng là có liên quan đến Thiên Đế Huyền Thiên Đại Đế của ma tộc ta." "Sao? Huyền Thiên Đại Đế ư?" Diệp Húc giật mình, hắn lần đầu tiên nghe nói đến cái tên Huyền Thiên Đại Đế này. Hắn biết đến Thiên Đế không nhiều lắm, chỉ có 4 vị: Nguyên Thủy, Hạo Thiên, Thanh Đế và Hiên Viên. 4 vị Thiên Đế này đều là xuất thân từ thế giới vô hoang, đều là từ thế giới vô hoang để lại đạo thống của mình, đến nay hãy còn là thế gia, thánh địa lưu truyền. Huyền Thiên Đại Đế xuất thân từ hàng cổ ma vực, chính là người có thành tựu cao nhất của ma tộc ta, ngài còn được gọi là Bát Tuần Thiên Vương. Già Lam Minh Tôn ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ, lên tiếng nói: "Khi chưa xưng đế, ngài du lịch 3.000 thế giới, đã đến vu hoang, vì một vị tổ sư của thánh địa Thái Hư đắc tội với ngài, dưới cơn thịnh nộ, ngài đã cho thánh địa Thái Hư theo thế giới vu hoang quét sạch, chỉ để lại một đống hoang tàn. Huyền Thiên Đại Đế ở lại Thái Hư trấn thủ lâu hơn 500 năm, tàn sát không biết bao nhiêu cao thủ của vu hoang từ trước, cuối cùng mới rời khỏi nơi đây. Ngài lưu lại ở đây 500 năm, ma khí của bản thân ăn mòn nơi đây, ăn mòn hư không, đem ăn mòn hư không nơi đây đạt đến cực kỳ ít đi. Vì thế mà ma khí mênh mông cuồn cuộn, đến nỗi có thể khai triển ra bậc ma linh, ba tuần thiên ma này." "Sao? Dùng ma khí của bản thân ăn mòn hàng rào thế giới sao?" Diệp Phúc không khỏi kính nể hẳn lên, cười nói: "Cái vị Huyền Thiên Đại Đế này, tu vi năm đó có thể nói là đáng sợ." Già Lam Minh Tôn trong giọng nói có ý rất tự hào nói: "Huyền Thiên Đại Đế nguồn gốc từ xưa, thậm chí còn ở trước Hạo Thiên Đại Đế, xưng đế sớm hơn cả Hiên Viên, Thanh Đế và Hạo Thiên, thống trị thế giới hơn 10 vạn năm. Đến nay dư uy còn lại của vị đại đế này vẫn còn, ở thiên giới còn lưu lại đạo thống che chở hằng cổ ma vực ta, không đến mức bị nhân tộc xâm lấn. Nếu không lấy thực lực cường thịnh của ba hoàng triều Đại Hạ, Đại Thương và Đại Chu ở thế giới vu hoang kia, chỉ sợ sớm đã thâu tóm hằng cổ ma vực ta, nô dịch ma tộc ta rồi." Về phần ân oán giữa thế giới vu hoang và hằng cổ ma vực, Diệp Húc có phần hiểu rõ. Hai thế giới này đều cho mình là người bị hại. Thế giới vu hoang nhắc tới ma tộc, nghe đến là sợ, cho rằng ma tộc liên tiếp xâm lấn, ít nhiều các bậc tiên liệt sẽ đánh tan ma tộc. Mà ma tộc ở hàng cổ ma vực cũng nói chuyện một cách say sưa về một vài chiến dịch chống cự nhân loại xâm phạm ma tộc, coi thế giới vu hoang là cường địch, đối với nhân loại của thế giới vu hoang và yêu tộc thì hận thấu xương. Đây là bởi vì hai đại thế giới vu hoang và ma vực gần nhau nhất,
hai thế giới tương hỗ va chạm, hàng rào không gian cực kỳ yếu kém, thậm chí tồn tại chỗ mà hai thế giới liền thông lẫn nhau, khiến cho vô sĩ của vô hoang và ma vực có thể dễ dàng xuyên qua thế giới của nhau. Bởi vậy, chiến tranh nổi lên bốn phía, làm cho ân oán giữa hai đại thế giới càng nhiều. Nếu đổi lại là thế giới khác, hàng rào không gian vô cùng chắc chắn. Có một số chỗ hàng rào giữa thế giới, thậm chí ngay cả vô hoàng cũng khó có khả năng phá tan. Rất khó có thể xuyên qua giữa hai thế giới, bởi vậy cũng không có nhiều chiến tranh như vậy. Huyền Thiên Đại Đế, một thân tu vi, long trời lở đất, không ai có thể so được. Đạo tràng của ngài ấy lưu lại đối với đại vu thế giới, vu hoang mà nói, là một nơi cực kỳ nguy hiểm, mà đối với ma tộc đại vu ta mà nói, còn lại là nơi tu hành. Già La Minh Tôn tiếp tục nói, lần trước ta cùng với Ma Hoàng, cùng đi đến vu hoang, cũng có thăm dò ý nơi này, đáng tiếc là bị lão tử, Ma Hoàng kia đánh lén, vây ở giữa bản vương lăng. Ma Hoàng sau khi trở về, tu vi tiến nhanh, trong vòng trăm năm trở thành vu hoàng. Hơn phần nữa, hắn đã từ trong thái khư lấy được chỗ tốt của Huyền Thiên Đại Đế. Ồ, vậy còn vị thiên đế nào trong lịch sử nữa không vậy? Diệp Húc đi hướng về phía thái khư, lên tiếng dò hỏi. Ta nghe cha ta nói, ngoại trừ tứ đại thiên đế của thế giới vu hoàng ta ra, cùng với Huyền Thiên Đại Đế của ma vực, còn có thế giới khác cũng có thiên đế được sinh ra. Ví dụ như ngũ hành chi thể, ngoài nguyên thần đó là các mảnh nguyên thần nhỏ của năm vị thiên đế. Phượng Yên Nhu hé miệng cười nói, Cộng Công Đại Đế, Trúc Dung Đại Đế, Thiếu Hạo Đại Đế, Cú Mang Đại Đế, Hậu Thổ Đại Đế, năm vị thiên đế này đến từ thế giới khác nhau, từng người thống trị hơn 10 vạn năm. Ngoài bọn họ còn có vài vị thiên đế khác nữa, nhưng ta cũng không biết cách xưng hô những thiên đế này. Tiểu chủ mẫu nói phải. Già La Minh Tôn cười nói, 3.000 thế giới, đất rộng của nhiều, nhưng có thể sinh ra loại nhân vật như thiên đế này, ngoại trừ vài đại thế giới có nội tình sâu xa hùng hậu ra, các thế giới khác căn bản không nuôi nổi loại nhân vật bậc này. Có thể sinh ra được thiên đế đều là những thế giới có nội tình bên trong vô cùng sâu xa. Diệp Húc như có điều suy nghĩ, bên trong 3.000 thế giới vô hoang, thiên đế xuất hiện nhiều nhất. Hắn đã biết thiên đế có nhiều hơn 4 vị, chỉ sợ không phải vận khí đơn thuần là như vậy. Ta nghĩ không chỉ có như vậy, Đế Khúc Thần Vương khiến cho đế tuệ lựa chọn ở thế giới vô hoang này, trong 3.000 thế giới, dẫn đầu thống trị vô hoang, lấy vô hoang làm cứ điểm, thâu tóm các thế giới khác, sau đó đi ngược chiều mà phạt thiên, trở thành thiên đế thống trị. Ở phương diện này ngoại trừ chư thiên thần vương có đức ấn, phải công đức tụ tập đại lượng ra, chỉ sợ còn có nguyên nhân sâu xa khác kìa. Diệp Húc nhìn lại về hướng thái khư, chỉ thấy ma khí sâu thẳm tựa như biển, không biết có bao nhiêu ma đầu ở trong đó dạo chơi, sinh sôi nảy nở, hắn thầm nghĩ. Còn có Huyền Thiên Đại Đế tiêu diệt thánh địa thái hư thì cũng đã ngừng rồi, vì sao hết lần này đến lần khác phải ở trong thế giới vô hoang 500 năm đây? Cao thủ thiên giới xuất thân từ thế giới vô hoang giống như ngân hà, nhiều có lẽ không có cách nào đánh giá. Cho dù từ vài vạn năm đến nay thế giới vô hoang chưa từng xuất hiện vô hoàng, nhưng vẫn không thể coi thường được. Bên trong thái khư số lượng thiên ma ba tuần rất nhiều, tuy nhiên căn bản không cần Diệp Húc của Phượng Yên Nhu động thủ, Già La Minh Tôn và Hạo Tiên Quyển liền mở cái miệng rộng liên tục cắn nuốt, cầm từng pho tượng ba tuần thiên ma tiêu diệt trong dạ dày mình, khiến Già La Minh Tôn cảm giác khuất nhục. Chính mình đường đường nhân hoàng của hoàng tộc ma vực, không ngờ không sánh bằng một đầu pháo cẩu. Đầu pháo cẩu này chung quanh cắn nuốt thật lớn, biến ba tuần thiên ma thành món ngon trong miệng, một hơi liền nuốt một mảng lớn, trực tiếp luyện hóa, hóa thành tu vi của mình. Chẳng lẽ trong cơ thể con pháo cẩu này có huyết thống của ma tộc ta sao? Già La Minh Tôn từ trên xuống dưới đánh giá con pháo cẩu này, trong lòng nghi ngờ nói, chỉ sợ không phải. Chủng tộc của ma tộc ta tuy nhiều, thế nhưng phần lớn anh tuấn giống như ta, còn không có loại xấu xa như con pháo cẩu này. Diệp Húc thúc đẩy tốc độ rất nhanh. Vùng thái khư này tuy rằng mức độ nguy hiểm không bằng với ân khư và những nơi khác, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Cho dù là thánh chủ cũng phải chú ý cẩn thận. Dù sao ma khí của nơi này đối với tu vi của bọn hắn có tính ăn mòn cực lớn, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi, rất có thể sẽ bị rơi xuống tu vi. Tuy nhiên bên cạnh Diệp Húc có Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển, hai con quái ăn thịt, rất dễ dàng tiêu diệt đám ba tuần thiên ma khiến người ta đau đầu kia. Có thể nói ở bên trong thái khư hoành hành ngang ngược, không hề lo lắng tí nào. Chiếc lâu thuyền kia có lẽ ở gần đây rồi. Ánh mắt của Diệp Húc đảo qua Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ, tinh thần liền chấn động. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, một cỗ cấm bảo che trời phủ đất giống như đang đè xuống vậy. Bên trong một nhánh ma khí đen tuyền, một con thuyền lớn chạy nhanh ra, bay về hướng giữa núi lớn trùng trùng điệp điệp. Chiếc thuyền lớn này có tạo hình phong cách cổ xưa, giống như làm từ đồng thau vậy, khắc long vẽ phượng,
Từng tòa đồng điện tiên các chằng chịt, mang phong cách cổ, dạt dào trưng bày trên thuyền, rất có phong cách. Thân tàu đầy các loại trận vân cổ quái, kỳ dị, mờ mờ ảo ảo, tràn ngập ra một loại mùi cực kỳ cao quý thiêng liêng. Dường như trong thuyền có một tồn tại, một vị cực kỳ cổ xưa và thần thánh, khống chế thiên thuyền, tuần sát lãnh địa của mình vậy. Chiếc thuyền này có thể xuyên phá hàng rào thế giới, ở giữa các thế giới qua lại như con thoi. Nếu như tồn tại chế tạo chiếc thuyền này quả nhiên là dùng để tuần sát lãnh địa của mình, như vậy người này cuối cùng thành tựu sẽ là ra sao đây? Diệp Phúc khiếp sợ không hiểu, hắn ngưng mắt nhìn lướt qua, chỉ thấy trận vân cũng là do hàng tỷ phù văn tính toán xây dựng mà thành, mà từng cái phù văn lại là chi chít những vô bảo tạo thành, số lượng hàng tỷ cái, thật không thể đo lường, tất cả ngưng tụ thành một chỉnh thể. Cấu tạo cột buồm của hắn đã cực kỳ phức tạp, mà chiếc thuyền lớn đồng đen này càng so với cột buồm của hắn phức tạp hơn hàng tỷ lần. Những nơi mà nó đi qua dồn ép đến hư không vỡ ra, quanh thân thuyền lớn xuất hiện một vết sách thông suốt với thế giới khác. Từ trong vết sách này loáng thoáng có thể nhìn đến thế giới khác. Bên trong ngọc lâu, cột buồm kia điên cuồng chấn động, dường như cảm nhận được một bộ phận tồn tại khác của bản thân nó. Nếu không phải bị Diệp Húc chấn áp bên trong ngọc lâu, tán cột buồm này bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phá không gian mà đây mà đi trở lại thuyền lớn, cùng với thuyền lớn sáp nhập là một. Diệp Phúc trong lòng xúc động, cột buồm cùng với chiếc thuyền lớn đồng thao này đích thực là một thể, khẳng định là không thể nghi ngờ được. Lại có ba chiếc kim thuyền hình dáng rất nhỏ oanh phá hư không, từ bên trong ma khí xuất hiện. Trong thuyền cấm vân như sóng, từng dòng sóng gợn như một cái lưới hướng thuyền lớn đồng thao kia choảng xuống, hiển nhiên là ý định bắt giữ chiếc thuyền lớn không biết lai lịch kia. Phẩm cấp của ba kim thuyền này so với thuyền lớn đồng thao kém hơn rất nhiều, nhưng cũng là bảo vật hiếm có, cấm vân chi chít, hẳn phải là cấm bảo bán thành phẩm. Tuy nhiên, khuôn mẫu của ba chiếc thuyền cùng với những chiếc thuyền khác mà Diệp Húc nhìn thấy từ trước tới nay đều khác nhau rất lớn, hẳn không phải là sản phẩm của thế giới vô hoang, mà là vu bảo do cao thủ thế giới khác rèn ra. Ba chiếc kim thuyền giống nhau như đúc, rất kỳ lạ, hẳn là dùng cùng một loại cấm pháp tạo ra mới cấm bảo bán thành phẩm này. Có thể từ thế giới khác tiến vào bên trong thế giới vô hoang, dĩ nhiên có Huyền Thiên Đại Đế từng ở tại đây chấn thủ 500 năm, chấn áp vô hoang. Ma khí của tự bản thân hắn ăn mòn là nguyên nhân làm cho hàng rào thế giới bị hao mòn. Thế nhưng hàng rào thế giới ở nơi đây vẫn như cũ, chắc chắn vô cùng, mà có thể đánh vỡ hàng rào thế giới tiến vào vô hoang. Đại vu trên ba chiếc kim thuyền này, tu vi không thể khinh thường được. Chiếc thuyền đồng thau lớn này ta bắt buộc phải có được. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ba kim thuyền đồng thau lớn truy kích. Hai chiếc ở phía trước, một chiếc ở phía sau. Nhân vật phía sau kim thuyền kia rõ ràng là cực kỳ tôn quý. Trong ba kim thuyền cấm vân tràn ngập, trong nháy mắt cắt ba tuần ma khí tầng tầng lớp lớp, đem thuyền lớn đồng thau gắn vào trong lưới. Bàn tiên điện hạ, bàn sơn điện hạ, hiện giờ chiếc thiên thuyền giao trì này đã bị vây rồi, thu lấy bảo vật này có lẽ là chuyện nhỏ. Ở phía sau kim thuyền kia, một nam một nữ ngồi trên đại điện kim thuyền. Tên nam tử kia dáng dấp 17-18 tuổi, tướng mạo thanh tú, mang sắc mặt lười biếng, nghiêng nghiêng nằm trên ghế ngọc, nhưng mặt mày lại chứa đầy ác khí, nhìn qua liền làm cho người ta không lạnh mà run, không tự chủ mà thần phục, hiển nhiên là một nhân vật có vai có vế. Tuổi của hắn không lớn, nhiều nhất hơn 200 tuổi, nhưng tu vi lại cực kỳ cao thâm, tuổi còn trẻ cũng đã là nhân hoàng, làm người ta thấy sợ, nên được gọi là Bàn Sơn Điện Hạ. Mà cô gái bên cạnh hắn thì xinh đẹp, dễ thương, dáng vẻ phong lưu, bên trong tự nhiên có một loại ý vị cao quý thoát tục. Đầu nàng mang mũ ngọc kiến lên quý báu, chuỗi ngọc rủ xuống, lông mi thật dài, mi mắt nháy di chuyển, đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng như ngân hoàn lắc châu. Về phía thuộc hạ của hắn, cao thủ nhiều, giống như một triều đình nhỏ vậy. Cô gái này chính là Bản Tiên Điện Hạ, tu vi so với Bản Sơn Điện Hạ còn thâm hậu hơn rất nhiều, trong số mọi người tu vi của nàng là thâm hậu nhất. Một gã đại vua nhân hoàng có bộ dáng văn thần trầm giọng nói: chiếc thiên thuyền giao chỉ này là chiếc một đời điện chủ của tuần thiên sứ thiên giới, giao chỉ kim mẫu rèn trọng khí để tuần sát chư thiên. Nghe nói giao chỉ kim mẫu lúc tuần sát hạ giới không biết bị ai giết chết, làm cho thiên thuyền giao chỉ thất lạc ở hạ giới của ta. Chiếc thiên thuyền giao chỉ này chia năm xẻ bảy, vương triều Thánh Ung tìm được mấy khối hải cốt liền rèn ra kim thuyền Đại Ung thống nhất thiên hạ. Ung hoàng bệ hạ để ý tới chiếc thuyền này đã từ lâu rồi, đáng tiếc vẫn không thể đến được nó. Lần này hai vị điện hạ bắt được thuyền này, bệ hạ nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Giao chỉ kim mẫu chính là Tây Vương mẫu thứ 87 của thế giới Quân Luân, tu vi thông thiên trở thành vu tổ, gánh trọng trách quản lý
Tuần Thiên Sứ ở thiên giới kia. Giao chỉ thiên thuyền của bà ấy luyện qua lại xuyên qua thế giới đại thiên, bỏ qua hàng rào không gian, thậm chí ở thiên giới cũng có thể tùy ý dòng chơi. Sau khi giao chỉ kim mẫu chết đi, người kế nhiệm Tuần Thiên Sứ không bằng Giám Thiên Sứ, bị Giám Thiên Sứ áp chế một đầu. Lại có một gã nhân hoàng mới dáng dấp võ tướng cười ha ha lên tiếng nói: có được thuyền này, hoàng triều Thánh Ngung ta có thể phát triển lực lượng quân đội, công phạt thế giới khác, đoạt lấy của cải thế giới khác, để cho hoàng triều Thánh Ngung muôn đời không sụp đổ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là đã có được thiên thuyền giao trì thì có thể dễ dàng tìm được thế giới quân luân thần bí nhất bên trong 3.000 thế giới. Trong thế giới quân luân tập trung của cải của thiên đình viễn cổ, Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng với cổ tiên của thiên đình, để lại bảo vật không thể nào tưởng tượng được ở nơi đó đâu. Ung hoàng ngồi thuyền này tuần tra 3.000 thế giới, uy phong hống hách ra sao chứ? Thậm chí điều khiển thuyền này leo lên trên thiên giới vơ vét tiên linh khí, bệ hạ cũng có thể như vậy mà mượn trọng trách của thiên đế kìa. Vị Bàn Sơn Điện hạ kia khẽ đưa tay lên, ra tay mềm mại như da trẻ con, bộ dạng uể oải nói: hoàng triều Thánh Ngung ta thống trị thế giới Huyền U đã hơn 8 vạn năm rồi. Ta đã chơi khắp thế giới Huyền U, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu chỉ sống ở thế giới Huyền U này một chỗ, chẳng phải là không thú vị hay sao? Được đến chiếc thiên thuyền giao trì này, tấn công thế giới khác, giết hại nô dịch những cao thủ thế giới khác, ta nghĩ một chút thôi đã có phần không đợi được rồi. Bàn Tiên Nhi bên cạnh hắn khẽ nhíu mày hạ giọng nói: Tiểu tướng quân, chúng ta trên đường lần này lần theo dấu vết thiên thuyền giao trì, xuyên thấu thế giới hàng rào, bây giờ đã đến thế giới nào rồi vậy? Vị tiểu tướng quân kia vội vàng dùng một mặt vòng tròn, chỉ thấy trong vòng tròn bắn ra một mảnh quầng sáng. Trong quầng sáng, từng cái từng quái quầng sáng của vạn vật thế giới trong đó nặng nề di chuyển. Hắn nhanh như bay liếc mắt nhìn, không người nói: Bẩm Bản Tiên Điện Hạ, nơi đây chính là thế giới Vu Hoang. Nghe nói nơi đây đất rộng của nhiều, đủ loại bảo vật nhiều đếm không xuể, thậm chí từng xuất hiện nhiều hơn 4 vị thiên đế, chính là trong 3.000 thế giới. Khoảng cách thiên giới là một thế giới gần nhất kìa, phúc duyên thâm hậu. Chỉ có điều thế giới Vu Hoang này đã suy tàn, khoảng thời gian vài vạn năm chưa từng xuất hiện qua Vu Hoàng, chứ đừng nói là Thánh Hoàng, Vu Tổ. Nhị tế, nếu thế giới Vu Hoang đã suy tàn rồi, không bằng chúng ta thu giao chỉ thiên thuyền, nhân tiện bắt hết tất cả cao thủ của thế giới này, chiếm lấy thế giới này đi. Trong mắt Bản Sơn Điện Hạ lộ ra vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử, lên tiếng nói: Thế giới Vu Hoang so với thế giới Huyền U của ta còn muốn lớn hơn, nhất định có vô số kỳ chân dị bảo. Lục đệ, bình tĩnh chớ nóng vội. Bàn Tiên nâng tay ngọc thon thon lên, vút vút lưu tô, chuỗi ngọc lay động, phát ra tiếng vang trong trẻo, cười nói: Thế giới Vu Hoang dù sao cũng xuất hiện qua 4 vị thiên đế, mặc dù suy vong nhưng vẫn không thể khinh thường. Qua nhiều thế hệ thiên đế, đối với Vu Hoang đều cực kỳ coi trọng cảnh giới, e sợ cho bên trong xuất hiện thiên đế tài năng nào đó. Tuần Thiên Sứ phái đi thế giới Vu Hoang cũng là Vu Hoàng nổi tiếng, tùy tiện tấn công nơi đây không thể cùng vị Giám Thiên Sứ kia xung đột chính diện được. Tuy nói hoàng triều Thánh Ngu ta ở thiên giới có người, nhưng với Giám Thiên Sứ xảy ra xung đột, suy cho cùng cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nàng lộ ra sắc mặt định sát phạt, hạ giọng nói: Sau khi chúng ta thu lấy giao chỉ thiên thuyền, không bằng chung quanh bắt giữ một số cao thủ của thế giới Vu Hoang, trở lại hoàng triều Thánh Ngung buôn bán, nhân tiện từ trong miệng nô lệ nơi này moi được một vài thứ hữu ích đi. Ánh mắt của nàng chớp động, cười nói: Ví dụ như trong thế giới Vu Hoang có nhân vật nào đó, người cao thủ nào, cùng với vị trí của vị Giám Thiên Sứ, sau khi có được thông tin có ích rồi, Vu Hoàng cùng với Vu Hoàng trong triều ta ra tay, nhất định có thể lặng lẽ không phát ra hơi thở truy sát vị Giám Thiên Sứ, căn bản sẽ không kinh động đến thiên giới. Điện hạ sáng suốt, điện hạ sáng suốt. Chúng thần cùng lên tiếng thán phục. Ánh mắt của Bàn Tiên Nhi chớp động, liếc mắt quần thần trong kim thuyền một cái, thầm nghĩ: Đệ đệ của ta đây là một kẻ vô dụng, phụ hoàng ý định lập hắn làm thái tử cũng là ngu ngốc không có tài cán gì. Hoàng triều Đại Ung lập quốc 8 vạn năm, đến nay còn chưa xuất hiện qua nữ hoàng đế. Ta nếu như vì ngôi vị hoàng đế nữ hoàng lại mượn dùng giao chỉ thiên thuyền này thống nhất thế giới khác, tuyệt đối cũng không nói chơi. Nàng đầy dẫy dã tâm, ở trong hoàng triều Thánh Ung cũng rất có người ủng hộ, đáng tiếc là nữ tử, bởi vậy Ung Hoàng cũng không lập nàng làm thái tử mà là coi trọng với con trai khác. Điều này làm cho Bản Tiên Nhi trong lòng sớm có lời oán hận. Ba chiếc kim thuyền này chính là cấm bảo bán thành phẩm, bắt chước rèn theo giao chỉ thiên thuyền, uy năng cực kỳ mạnh. Giờ đây thiên thuyền giao chỉ không ai thúc giục, lập tức bị tam kim thuyền cố định dừng lại ở giữa không trung. Nhưng muốn thu lấy chiếc giao chỉ thiên thuyền mà kim mẫu rèn ra này cũng không đơn giản như vậy,
chỉ thấy thiên thuyền rung động, từng đạo cấm vân dập nát, thậm chí ngay cả tam kim thuyền cũng không vững vàng, lay động không ngừng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 156 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây và cũng là tập duy nhất của tối ngày hôm nay. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 157 sắp tới vào ngày mai.